Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Đấy. Đó học à. Xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ha. Đàn hổ mà chúng ta đi tham quan sẽ là đàn hổ sinh ra tại Mỹ Quỳnh. Ồ, hay dữ vậy. Đó, nó sinh sản một đàn ở đây luôn. Từ đó đến giờ tổng số lượng hiện tại luôn là từ nuôi nhốt cho tới khu vực bán hoang dã là sẽ là 40 bạn. Quá đã. Trước khi mà nó phát hiện mình hết mồi anh chị mình lẹ làng nha. Nếu mà nó phát hiện mình hết mồi thì nó làm sao em? Nói chuyện đối tượng hả anh? Nói chuyện đối tượng hả? À? Từ giác trắng này ra gần đang đắp như nước suối. Như suối luôn á. Trời ơi. Quá trời luôn, chưa ngân luôn. Thì ở đây mình thấy bốn bạn này có cái kiểu hình bên ngoài á là khá là giống nhau. Không biết bạn nào là đực, bạn nào là cái ha. Cái này cái tần suất hoạt động cũng như cái thời gian hoạt động trong cái chuyện kia của nó rất là mạnh ha. Cho nên là các ông cứ bị mê muội vô này là nó chẳng có tác dụng gì cả. Cái sừng của nó đúng là chất sừng thôi. Nó chẳng có tác dụng công hiệu gì hết. Nó làm cho Việt Nam mình bị đánh dấu chéo trên cái trường quốc tế về cái chuyện mà tiêu thụ động vật hoang dã đó, một tiếng xấu á. Rất là nhiều chương trình để mà gọi là phổ cập cái kiến thức này cũng như là công bố những cái thông tin chính thức là cái sừng tê giác nó không có cái tác dụng gì cả, nó không có tác dụng chữa bệnh. Đó, mấy bạn này lớn là chỉ dụ cho đi thôi. Chứ còn làm sao mà xử lý khiên nổi, chỉ có dụ cho bước lên thôi. Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi theo cái tour gọi là bán hoang dã ha. Xe buýt phía trước sẽ chở mình đi. Đó, mọi người đang lên xe. Cái này mà mình coi ở nước ngoài, ở mấy kênh về động vật đồ này nọ, đi cái vườn thú bên Nam Phi đồ này nọ là cái xe nó xe lưới luôn. Đó, xe lưới thì nó sẽ cái không khí đồ nó chân thật hơn. Còn này mình lên xe buýt bít bùng để mình coi như thế nào ha. Thì chắc cũng là vì cái lý do an toàn. Lát sẽ quay qua cái tấm kính này, không biết có đẹp hay không à. Chứ phải có lưới luôn là ngon. Ok em. Em kêu ngồi mẹ con. Dạ, ngồi với con mẹ. Lát nữa mà quay phim ngồi với sao em ngồi cho. Đừng qua đây ngồi nhỉ. Qua đây ngồi với con. Em ngồi với con. Đúng rồi đó, anh sợ ngồi dưới đúng rồi đó. Ngồi gấu qua đây ngồi với con mẹ. Ok. Chồng qua đây ngồi với con mẹ. Ok, ok, ok. Một chuyến này chắc cũng được, không được có đông. Chuyến này chắc cũng mười mấy người thôi. Đó. Dạ, thường thì bên em là sẽ mua đúng số lượng ghế chứ không có ép. Rồi khách hồi nãy là do là đi đoàn gia đình á nên họ đồng ý là mình sẽ đứng để đi chung một đường. Ok em. Dạ, anh cho em xin vé nha. Dạ rồi. Đây em. Cảm ơn ạ. Rồi. Kiếm đàm. Không, em giỡn đó anh. Giỡn anh tưởng thiếu thiệt luôn á. Đây các bạn, ai mà chưa biết địa chỉ sẵn mình zoom cái địa chỉ cho các bạn coi ha. Đây là thuộc xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ha. Cách cầu vượt Củ Chi chỉ có 7 km thôi. Đó, nhìn qua hình ảnh xe đang chạy thì đằng sau là rất là nhiều bạn cọp đằng sau ha. Thì mình hỏi các bạn nhân viên thì trong cái khu này là chỉ có cọp thôi. Tại chi có những con khác nữa thì nó sẽ sinh động hơn. Ok, get go. Được rồi, để anh đứng ở đây cũng được. Không biết là cho em hỏi là trên đây có gia đình nào mà đã xong hay xong hết khu vực vườn thú chưa? Có gia đình anh. Xong hết rồi. Hồi nãy là anh đi bộ xuống đúng không? Đúng rồi em. Đầu bên ngoài luôn để mình chọn một chiếc đi bộ lên. Thì bên ngoài thì mình chỉ còn khu vực trùng tê giác và trùng rùa. Đúng rồi. Dạ rồi. Lát anh đi xong anh sẽ ra ngoài đó anh coi. Đi hết cái vòng này hả? Dạ, ở đây mình chốt hạ khu vực chuồng bạch hổ, sư tử và cá sấu, mình hết trong dưới đây rồi. Bên này có những bạn gà sao nè các bạn. Không đi xe đạp, mình chút xíu này cũng thấy là mình phải đầu bên ngoài luôn để mình không tiện tham quan các chuồng cuối cùng và mình đi xe điện ra. Dạ. Thế nên mình ok, mình sẽ chạy vô cái khu rào lưới này nè các bạn. Nãy mình đi bộ tới đây rồi. Mình tính đi bộ vô luôn ấy mà người ta cản quá trời luôn. Đâu, biết vậy em không cản anh đâu, để em veo cơ mà. Sao giờ em đề nghị vậy nha. Bác Tài hồi nữa vô là ngay khúc mà đồi núi đó. Em sẽ nhờ bác Tài mở cửa hé hé ra. Đâu, em đeo cái này luôn, em nói cho mạnh luôn cho nó anh thu vô đây. Đeo vô cổ cho mạnh coi. Quá trời. Ok em, hướng dẫn viên luôn. Dạ rồi. À, quên.
trời lo gặp anh đẹp trai mừng vui quá mà mình chưa lấy kịp lấy mồi đó. Đi đi lấy đồ ăn để ăn lá cho mấy bạn cọp ăn đó các bạn. Này mấy ông này vô đây khoái lắm, thấy lấy đồ ăn vô cọp ăn khoái, học về nhà bắt trước làm. Đó, lát mình sẽ vô khu vực bên trong đó, có để bảng thú dữ nguy hiểm cấm lại gần á, cũng qua hai lớp cửa ha. Một lát mình đi xong cái khu vực bán hoang dã chuồng cọp này xong thì mình sẽ phía ngoài là có chuồng tê giác nè, có rùa. Rùa thì mình tính hỏi là ở đây nuôi rùa gì, thì nãy mình thấy trên cái phần TV giới thiệu quảng cáo là mình thấy mấy bạn Adapra mà big size rất là to, mình đang hấp dẫn các bạn rùa để anh đá ra ngoài quay mấy bạn Adapra cho bạn coi ha. Có vẻ bự hơn con ở nhà mình luôn, bự hơn Adapra ở nhà mình. Rồi lấy đồ ăn. Rồi cái này là thịt sống hay gì em? Dạ thịt sống. Sống bây à? Giờ người đè xe và thùng đã đầy mồi. Đi thôi. Ok. Rồi các bạn nhỏ ơi, bây giờ mình sẽ đi thăm các bạn hổ ha. Thì các bạn giúp giùm cô là chút xíu nữa, mà khi thăm các bạn hổ á, mình không có để tay lên cửa kính giống như thế này. Tại sao ha? Tại vì cô thường hay cho ăn giống như vậy á, các bạn để tay giống như này nè thì mấy bạn họ sẽ bắt tay mấy bạn đó. Cho nên là mấy bạn không có được để tay giống như vậy nha. Mình sẽ đứng ở dưới mình coi bạn thôi được không? Ok. Rồi. Cửa tự động luôn. Đến thở, mệt. Trời, chạy đi xách mớ mồi mệt quá. Ok, bây giờ chúng ta đang đi vô cái khu vực của những bạn hổ à. Không biết là những bạn nó sẽ xuất hiện vào thời điểm nào đây? Thời điểm mà chúng ta ngừng các bạn nhất. Ở thời điểm mà chúng ta không ngờ nhất là nó sẽ xuất hiện ha. Đây là khu vực nhà của bạn ha, thì khoảng chừng 10 hecta là vùng đất này là mình sẽ có khu vực rừng đầm lầy và khu vực đồi để mấy bạn sinh sống đủ để đảm bảo tiêu chuẩn cho các bạn là có thể sống một cách thoải mái và có thể sinh sản được ở đây. Và cái đàn hổ mà chúng ta đang tham quan sẽ là đàn hổ sinh ra tại Mỹ Quỳnh. Ồ, hay dữ vậy. Đó. Vậy là em ở đây anh thấy chủ nhân ở đây rất là mê hổ ha. Anh thấy hổ là nhiều nhất đại đa số. Dạ, tại chú cũng là dạng mình nuôi dạng tự nhiên á để nó đàn sinh trưởng tốt, mà không ngờ được cái đàn này nó tốt, nó thấy mảnh đất này được đó, nó sinh sản một đàn ở đây luôn. Sinh sản một đàn luôn hả? Quá dạ, hay đúng luôn. Hổ thì thường một năm nó chỉ đẻ khoảng một bạn thôi, nhưng mà ở đây thì tổng số lượng là khoảng 40 bạn. Wow, một năm đẻ 40 bạn hả? Không, ý là đó giờ tổng số lượng từ đó đến giờ tổng số lượng hiện tại luôn là từ nuôi nhốt cho tới khu vực bán hoang dã là sẽ là 40 bạn. Ok. À, cái đàn mình đang tham quan là đàn đông nhất, là đàn 8 bạn. Tại bạn. Sao ha? Tại vì hổ thường á đó. Đó, ngày trước là con hổ kìa. Đó. Còn mình đi tham quan ở những cái chuồng thú á thì thường nó sẽ nhốt khoảng chừng 1 tới 2-3 bạn là cao. Đúng thôi rồi. Đó. Mấy bạn này mình sống chung nhiều mà sẽ quýnh lộn với nhau để giành lãnh hổ. Hồi nãy lúc mình đi vô mình đếm sơ sơ khoảng 20 bạn, mà giờ mình nghe là tới 40 bạn lần ha, quá đã luôn. Đó, trước mắt là những bạn hổ rất là to luôn, đẹp quá. Ồ, các bạn thiếu nhi ở đây là rất là sướng ha. Dễ gì mà đi thấy được những cái cảnh này, cả bay luôn, quá đẹp luôn. Cả bay luôn. Sau đây là phần trình diễn của em ha. Đây các bạn. Rồi ôi, quá đã luôn. Rồi, ở đây có anh thanh niên nào mình với bọn nó mắt nhanh nhẹn, một đôi tay tinh tường là mình có thể cùng với em để cho các đây. Bạn hổ ăn thử ha. Đây, đây, để anh dạ. Cho anh với. Đây các bạn, đây là cái thùng mồi. Em đề nghị là cho mồi hoặc là cho cái tay nha. Ok. Rồi. Đang cho mồi, đây là đầu gà ha. Ok, mình cũng được phát một cái bao tay. Mình sẽ cho các bạn hổ ăn ha. Một trải nghiệm này là lần đầu tiên luôn. Rồi. Cho bao tay mới. Ném chứ không phải chờ nha. Đó. Ném lẹ nha, có mình con đó là nó nhảy thôi đó. Lành chưa? Khách mình lần đầu sử dụng làm thử cái này thì mình anh có thể để cái trong đây và anh ném ra. Thì nó sẽ nhảy lên. Còn riêng trong tất cả bạn này nè, ở đây là hai bạn đực bự nhất. Bạn này chuyên môn là nhảy lên. Đó. Hồi đấy sẽ biểu diễn các bạn nhảy lên ăn màu cho anh thử xem thử. Đâu? Anh quăng lên, quăng lên cao là nhảy lên luôn đúng không? Đúng rồi. Rồi. Chuyện này nguy hiểm anh chị mình là làm thử một lần thôi nha. Đấy.
Nè anh có thể thử. Đó chứ cái đó. Đó anh có thể làm thử. Đó, 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 đó. Đó hai lần không? Đấy rồi. Đấy. Bạn nào mắc cỡ là bạn đó chậm ăn nha. Cho nên mình tranh thủ chụp hình quay phim nha, trước khi mà nó phát hiện mình hết màu rồi nha. Đấy. Ôi, đớp hụt à. Đớp hụt, nhưng mà không sao, vẫn 10 điểm cho nét đẹp này. Đây là hổ Bengal ha mấy bạn, xuất thân Đông từ Ấn Độ với lại Sri Lanka. Mấy bạn được nhập về thì đàn ba mẹ ở bên trong đây. À. Đó. Còn đây là đàn con được đẻ ra từ Mỹ Quỳnh. Đấy. Tại sao mình không có nuôi đàn ba mẹ với lại đàn con chung? Thì đàn ba mẹ thì nó sẽ lớn hơn, chứ là cái độ hung hãn của nó cao á. Sẽ quýnh lộn đúng không? Đúng rồi. Bạn bạn xích ra đây bạn, nhìn bạn sợ các bạn. Ồ, 10 điểm. 10 điểm luôn. Tao cho anh quăng ngay. Đấy. Đấy. Anh làm mẹ nha, có hai con ngóng luôn nha. Ồ, giành giật. Con này mắc cỡ quá, con này mắc cỡ quá, đâm ra là chậm ăn lắm. Giục ngay cho nó một cái đi. Không đi đâu xa, tại Mỹ Quỳnh, khu vực gần Long An. Đấy, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng chút xíu thôi là mình có thể đến được khu vực này ha. Quá đẹp. Ôi ôi. Quá dữ luôn. Rồi hết mồi rồi mấy đứa ơi. Hết mồi rồi. Gia đình mình tranh thủ chụp hình quay phim với mấy bạn nha. Một đàn hổ rất là đông ở đây. Đấy. Quá đã. Trước khi mà nó phát hiện mình hết mồi anh chị mình lẹ làng nha. Nếu mà nó phát hiện mình hết mồi thì nó làm sao em? Nói chuyện đối tượng hả anh? Nói chuyện đối tượng hả? Làm em nghe thấy cũng máu. Bye bye. Đấy. Đó đó đó, nó chuyện nói tường rồi đó anh. Ở trong cái khu vực này hồi nãy là tổng cộng bao nhiêu, và nãy em nói nhiêu thôi? 8 bạn. Dạ đúng rồi, cái đàn là đàn hổ con 8 bạn. Đàn hổ con 8 bạn rồi, nãy giờ chúng ta gặp được 4 bạn rồi. Còn 4 bạn nữa. Nó sẽ kè nằm ở kia kìa. Rồi ơi. Mấy bạn này là lanh hơn. Ở đây tổng cộng trong cái khuôn viên này là 8 bạn. Ừ. Thì 4 bạn này lanh hơn, biết xe vô là đứng đón đầu gác, gọi là chạm thu phí ha. Ở phải qua trạm thu phí là hết một cái show đầu gà rồi. Giờ vô gặp mấy bốn bạn trong này ra nằm trong đây nữa. Mà nãy giờ trong đây là hết đồ ăn rồi. Cái chế độ chăm sóc của mấy bé này là mà ngày ăn mấy cử em? Dạ thú ăn cỏ thì hàng ngày ăn 2 cử, thú ăn thịt thì 2 ngày sẽ ăn 1 cử. Tại vì nó sẽ tiêu hóa cái phần xương thịt ra. À. Đó. Nhưng mà riêng từ bất khi mà bắt đầu mà hoạt động cái mô hình này nè, các bạn sẽ được ăn đều hơn, nhưng mà số lượng thì nó ít. Tại vì cái này nó chỉ đủ để nhét cả răng thôi. Một bạn thì ăn được 7 tới 10 kg lận. Một ngày hả? Dạ đúng rồi. Đó, cho nên là ở đây có 8 bạn. Mình em xuống thì cân đủ 8 bạn. Một ngày ăn 10 kg đó bạn. 10 kg thịt. Ok. Bởi vậy chăm sóc mấy bạn này cũng rất là cực ha. Thì ở đây các bạn ngoài cái việc mà cho khách tham quan đi cho ăn kiểu này nè, trải nghiệm kiểu này nè, thì vẫn có giống như ăn theo cử đồ bình thường. Dạ đúng rồi, cái cử đồ bình thường. Ừ. Cái này là chỉ cho khách xem được cái hoạt động là ăn với lại nuôi dạy của nó bình thường thôi. À. Mình không có huấn luyện nó như là mình gò bó nó một cuộc sống khuôn lập. Ừ. Mình thả nó tự nhiên như thế này nè để nó giữ nguyên cái bản tính của nó. Đúng rồi, bản năng. Trời, mới nhìn qua cái cây kia tưởng cái đầu của con hươu cao cổ chứ, có hai lỗ tai mỏ nhọn nhọn nè, thấy không? Mới nhìn tưởng vàng xương chứ. Ở đây thì có bàn bạch hổ, mấy bạn có hai đàn bạch hổ dưới đó. Trong này có bạch hổ không? Dạ không, ở đây không nuôi bạch hổ, nó khác đàn á. Nè, khác đàn là quýnh nhau. Dạ đúng rồi. Hôm bữa là anh chị ở đây á là muốn mà mình có được cái trải nghiệm đáng sợ hơn xíu. Cái sếp em mới đồng ý là cho một bạn trưởng thành đàn ba mẹ ra. Thế là cho một người mẹ đi ra thôi. 8 đứa con rút lên trên đồi hở hết. Nó quýnh mấy đứa con trận đầu hết, xong rồi á em là phải nói với bên đây là mình phải đem cái bạn mẹ đó vô. Đó thì tất cả các bạn mới xuống đây chơi với tụi mình như thế này. À, đó. Còn không là nó rút lên kia ở hết. Dạ đúng rồi mấy bạn nè, thì là cái đèn nó khác nhau thì nó sẽ không ở chung với nhau được. Vậy mỗi lần xử lý dụ muốn bữa mà bắt bạn mẹ đó thì sao ta? Mình sẽ có phương pháp, tại vì thường mấy bạn là trong ban năm nay bạn sẽ ăn ở khu vực dãy nhà trắng. À. Mấy bạn đã quen nhà tập tính rồi, là có một anh bên đây kỹ sư chăn nuôi, là anh sẽ có cái thức chăm sóc và cái kỹ năng cho anh của anh. Anh chỉ cần kêu thì mấy bạn sẽ có thể là tập trung lại thành một chỗ. Hay quá. Ví dụ như là mấy bạn có thể bị bệnh nè, hoặc là mình đấu với nhau mình bị sức móng nè, thì đều có cái nhân viên y tế hỗ trợ với bạn. Quá hay. Dạ. Phải có thú y đàng hoàng chứ. Ở dưới đó thì có đàn bạch hổ là một chuồng 3 bạn, một chuồng 2 bạn. À, và ở đây á hổ trắng nó có đẻ con, rồi bên em là có 3 bạn bạch hổ con được sinh ra tại đây luôn. À, anh thấy không, cái chuồng mà mấy bạn con đúng không? Đó, đúng vừa vàng vừa trắng đúng luôn. Rồi.
rất là đặc biệt. Tại vì nó đẻ cùng một lứa cho nên là mình đã chung vậy nó không sao. Đúng rồi. Nhưng mà anh thấy một điều đặc biệt là có một bạn bạch hổ mà nó trắng đúng không? Không có bằng. Đúng rồi, nó bị mất gen. Mất gen luôn rồi. Đúng rồi. Mấy bạn đó thì khoảng được 6 tháng tuổi. Hồi 2 tháng đầu tiên khi em tới, bạn vẫn còn cái dằn mà màu xám xám xám. Mà sau gần 1 tháng sau nữa là tháng thứ 3 mất dằn luôn, trắng từ đầu tới đuôi luôn. Đó, chỉ còn lại một điều duy nhất là mình nhìn cái lỗ tai của bạn á là sẽ còn một cái đốm trắng của một đặc của bạn hổ. Đó. Anh mới nhìn anh tưởng sư tử. Đúng tại rồi. Không thấy bằng. Khách kêu là ủa em sao giúp sư tử trong chuồng chi vậy? Không có nha, em không áp bức nó nha, không hề luôn. Đó, mà tại anh á mà nó dữ nhất. Dữ nhất hả? Dữ nhất luôn. Khách chuyên đi ngang nha là rơi vào tầm khoảng gần 8 tới 10 giờ và từ 3 giờ tới 5 giờ là khoảng thời gian mấy ảnh hăng hung bơ vậy ta, chiều chơi nhất á, sẽ đi chung quanh chuồng vậy nè, đi khè khách. Được cái mà hay khè thôi, tướng nhỏ xíu à. Cái bạn hổ mà trắng không có vằn đó, bạn chắc bên gen nó gọi là hai bô á, mất sắc tố đen đi, nó mất những cái vằn luôn. Hồi nãy mình nhìn bạn đó mình cứ tưởng là sư tử không à. Mấy bạn này thì không biết là anh nhìn mấy bạn thì phải là mấy bạn thuộc thiếu nhi, thiếu niên hay là lão niên? Anh nhìn nó khoảng trung niên á. Mấy bạn này hả? Thì ra mấy bạn còn mới thiếu nhi thôi. Mới thiếu nhi thôi hả? Rồi. Mấy bạn ở tuổi trưởng thành bình thường, đang tuổi nhỏ. Đang tuổi nhỏ. Một câu hỏi là khoảng chừng 25 tới 25 năm tới 30 năm tuổi. Đó, mấy bạn này là... khoảng chừng 5 tới 7 tuổi à. 5 tới 7 tuổi hả? Này là mới gọi là tuổi teen. Đúng rồi, đang còn chậu tre. Chậu tre. Hai cái xe này rất là bự không phải hả? Trời, con mồi này ngon, được, hốt. Đi vậy thì để đảm bảo an toàn thì tụi em cũng có tập luyện đi rất là nhiều lần trong cái quá trình để mà đưa vào cái dịch vụ để cho mình sử dụng. Đó. Khẳng định được rằng là nếu mà mình đi như thế này thì nó sẽ an toàn, không có ảnh hưởng tới các bạn nhỏ quá sợ hoặc là sẽ gây nguy hiểm gì. Đó. Nhưng mà anh thấy nước ngoài chơi cái xe mà lưới á, nó sắc. Chân thật hơn. Cái lưới lỗ nhỏ nó sẽ chân thật hơn. Nghe vậy. Tiếng nó gầm gừ đồ này nọ. Việt Nam mình là dám nói cái xe đó. Được, xong quay đầu. Đâu Việt Nam. Việt Nam mình là cũng lì lắm đó chứ bộ. Không, nhưng mà mấy bạn này là nuôi đẻ ở đây xong rồi có chơi thân thuộc với con người, đâm ra anh nghĩ chắc cũng đỡ hung hơn. Nó đỡ thôi chứ nó vẫn hung hãn. Thì đương nhiên là cái bản năng nó, bản tính nó vẫn là vậy rồi. Dạ đúng rồi. Nó đỡ hơn. Với lại mình thả mình nuôi nó trong cái môi trường kiểu mà bán tự nhiên như thế này nè thì cái bản năng nó vẫn còn. Nhưng mà nó rất là khôn. Đây là rất là khôn nha. Tại sao nguyên cái xe bự như thế này, nó không tấn công ở đầu xe, ở cửa xe, duy nhất cái bánh xe là nó làm thôi. Tại vì nó biết được con mồi là nó chỉ hay cắn vào chân hoặc là cổ. Thì nó khống chế con mồi lại. Thì cái xe của mình là có bánh xe chạm đất, tức là nó nghĩ đây là chân của cái loài động vật này. Đó, thì nó sẽ tấn công vào cái bánh xe là nhiều. Hay quá. Đó. Ở đây thì cũng có vài cái lớp. Mình đi ra thì mình mới hiện là nó xì, tức là nó sắc tới có một độ mà nó cắm vô á. Mà nó không xì, thôi đó mình ra sau một ngày luôn là mình phát hiện là nó bị xì hơi ra, thay đổi. Cắn có dấu á. Anh thấy em rất là gọi là hướng dẫn viên mà rất là tâm huyết với mấy bạn này ha. Có niềm đam mê về động vật hả? Em á, có niềm đam mê động vật không? Dạ không, em chỉ muốn đưa khách một cái trải nghiệm đến với các bạn thú gần hơn thôi. Tại vì thường mà anh chị mình thằng làm bác hoặc là các bạn nhỏ, các bạn nói ô đấy là hổ đúng không? Chứ con sở hữu thì cũng đầy. Nhưng mà vô đây mình được trải nghiệm cái chân thực như thế này nè. Các bạn sẽ vẫn chưa được cảm nhận hết cái sự hoang dã của nó. Thì em đưa cho anh càng một ít thông tin, một chút sự vui vẻ để mình đi mà có cái những cái kỷ niệm với nhau bên gia đình. Đó. Anh nghĩ mọi người nãy giờ có những cái trải nghiệm rất là vui vẻ luôn á. Cũng nhờ em một phần làm cho mọi người bớt sợ hơn. Không, không phải là mọi người gì tính là đạp em xuống dưới hết mồi. Em nghi lắm, tại đợt nào cũng vậy hết á. Trời, mời cô hướng dẫn viên xuống xe. Rất đau lòng cho việc này. Rồi, đây là hai cửa ha. Khi mà cửa này đóng lại thì cửa này sẽ đúng mở rồi. Ra. Đó là biện pháp an toàn các bạn. Cái cửa qua hai cửa, cái cửa đằng sau đóng lại rồi thì cửa đằng này nó mới mở ra. Chiến ban ngày thì nó sẽ rất là hiền hòa. Tại vì nó được ăn buổi sáng nhiều hơn xíu. Nó mới vừa tỉnh giấc, nó đang thư thả đúng không? Còn buổi chiều là khoảnh khắc mà khi mặt trời lặn á, gần lặn á, nó sẽ cảm thấy là nó muốn săn mồi. Thế là khi mà xe mình vô này nè, nó bám không tha. Và anh chị lúc đó thì sẽ được tặng một vé cắm trại miễn phí tại đây. Nghe cũng hấp dẫn. Rồi tủ thiệt đợi cho cắm trại luôn. Được vé cắm trại miễn phí kìa. Thích lắm, gì lắm. Anh thấy ở đây 6 giờ chiều là đóng cửa hả? Dạ, 6 giờ chiều là mình ngưng hoạt động. Tại vì lý do là thứ nhất là nó mới, cho nên là
cái bột là buổi tối á, vườn ngoài đây nó không có, nó bị gồ ghề, đất màu rồi nó đất nó đá, thì chị mình di chuyển khó, nên là khuyến khích khách nên đi khoảng 5 giờ rưỡi tới 6 giờ là mình về, là đường nó sẽ đẹp, nó an toàn hơn cho các bạn nhỏ. Tại vì ở đây là toàn là đi mà có gia đình có bé không à, chứ không phải mình đi mà trong đường mình không có lót lại. Dạ thật ra là có đổ đất đá rất là nhiều và có xin chính quyền để làm đường, nhưng mà ở đây có hai cái hầm đất đang khai thác và dự kiến là sẽ xong trong năm sau, là đầu năm hoặc là giữa năm, thì lúc đó là sẽ có chính sách để mình làm. Dạ anh đây, dạ cho em xuống ngay khu vực Kỳ Tê Giác nha. Trong tương lai có phát triển cái Night Safari không em? Ủa nay là đang Safari không, rồi mà ban đêm á, đi ngắm mà ban đêm có, khẳng định là có. Chắc trong tương lai dạ, sẽ có đúng không? Dạ rồi, ở đây là khu vực hồ rùa ha. Đây đây rùa đó bạn, Adapra đang nằm đó. Các bạn rùa gần gốc cây bên kia anh nhớ, mà cầm một cành, một cái nhánh cây dài anh để chiếc mũi á, nó ngửi á thì nó sẽ ăn lá mà. Ok rồi, em gửi anh chị mình là khu vực Trường Tê Giác nha. Rồi rồi. Dạ, gia đình rồi, ok, thank you em rất là nhiều ha. Dạ, okay. Rồi, ok, thank you em. Thank you em, rồi, thank you bất tài nha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi tham quan tiếp khu vực chuồng của Tê Giác ha, Rhino. Thì mọi người coi kênh Nam Ngô Farm thì nghe hay nói dòng Rhino, Iguana, cự đà Tê Giác. Thì hôm nay mình đi coi con Tê Giác thiệt luôn. Chắc là khu vực bên này. Đây. Đó, nhìn từ xa kìa, mấy bạn luôn. Không biết cái bản tính của cái con Tê Giác nó như thế nào ha, nhưng mà mình coi qua TV đồ thì mình thấy nó cũng khá là hiền hòa. Mặc dù cái hình dáng bên ngoài của nó nhìn nó hơi dị dị lạ lạ, độc đáo, nhưng mà mình thấy cái tính cách của nó hiền, hầu như ít thấy nó tấn công ai. Đó. Ở đây thấy được ba bạn ha. Ba bạn rất là to. Cái da của nó, cái da của con Tê Giác thì nó lớn, nó như cái bộ áo giáp dày. Tê Giác này là Tê Giác trắng ha các bạn ha. Hello, lại gần gần chơi quay với coi. Nói chung là cái khuôn viên ở đây thì nó rất là rộng rãi. Nhưng mà đúng các bạn, là muốn làm được những cái này xin giấy phép rồi này nọ đó, là trong đó nó phải có cái điều kiện là cái khuôn viên nó như thế nào, có đảm bảo được cái khoảng không để cho các bé nó vận động hay không thì mới được cấp phép ha. Đây là một cái tiêu chí đó, cho nên là thường thường những cái khu du lịch sinh thái cái này nó nằm xa thành phố thì mới có đủ cái không gian để mà chúng ta cho các bé nó sống ở đây, nó mới thoải mái được đó. Thì cái không gian sống nó rất là quan trọng ha. Giống như mình hay nói chuyện với các bạn mà set up chuồng cho igu rồi này nọ, cái không gian sống nó phải thoải mái, đúng kỹ thuật thì bé nó mới phát triển tốt được. Chứ còn nuôi kiểu tạm bợ thì nó không ok đâu, bé nó sẽ không có sống khỏe, sống đẹp được. Mà ở đây cũng không xa lắm ha, cách Sài Gòn có hình như nãy nhớ như 35 cây gần. Ok, chúng ta đi rào tiếp qua bên này ha. Mình muốn đụng thử cái sừng Tê Giác nó ra nào, vuốt cái mặt nó như thế nào á, mà chưa có dịp nữa. Phải mà có dịp nó gần đụng thử như thế nào. Hồi nãy được cái trải nghiệm là mạo hiểm, nói chung cũng chưa có mạo hiểm lắm, cầm cái khúc cổ gà quăng lên cho mấy bạn hổ ăn. Nó cũng chưa có đã lắm, chưa có phê lắm, nhưng mà thật ra nó tới đây là được rồi. Bạn nào nó cũng phải là safety first, an toàn là trên hết á. Bốn con lần qua góc nhìn bên này thì thấy thêm một bạn Tê Giác nữa. Ở đây không có rào hả? Ở đây nó có một cái giống như cái hào vậy, một cái hào sình ngay đây nè. À, thì chắc là mấy bạn này cũng khá là lành. À, ngày xưa lúc trước thì đi đâu ta, Đầm Sen hay đâu cũng có, suối Tiên đồ mà câu cá sấu á, cột vô cặp mồi á, mà cái đó thì nó nhanh quá. Cái đó bỏ 10.000 ra mua miếng thịt vừa mới đưa xuống cái là trong vòng 1 giây là mất 10.000 rồi. Lên tốc hành luôn. Còn nãy cho bạn cọp ăn mấy cái mình quăng lên cao mấy bé nó chụp. Mà công nhận nó cũng mạnh thiệt, mà nó nhanh. Nó rất là nhanh. Phải mà mình được đút với nó liếm móc vô từ từ luôn á thì nó sẽ phê hơn. Mất cái tay luôn. Không, mình làm mấy cái lưới nhỏ nhỏ này nè. Đó, làm sao mình vừa nhét qua đó thôi, nó cắn nó rút vô từ từ, nó sẽ cảm giác nó phê hơn. Đó, đây ở cái góc nhìn này chúng ta nhìn thấy các bé nó gần hơn nè các bạn. Bốn bạn ha.
Thì ở đây mình thấy bốn bạn này có cái kiểu hình bên ngoài á là khá là giống nhau, không biết bạn nào là đực, bạn nào là cái ha. Thì theo cái truyền thuyết của người Việt Nam á, thì cái tê giác này, cái tần suất hoạt động cũng như cái thời gian hoạt động trong cái chuyện kia của nó rất là mạnh ha, cho nên là các ông cứ bị mê muội vô này. Mà rất là nhiều báo cáo khoa học rồi là nó chẳng có tác dụng gì cả, cái sừng của nó đúng là chất sừng thôi, nó chẳng có tác dụng công hiệu gì hết á, mà cứ bu vô rồi mua rồi săn bắt. Thì nó thành một cái là Việt Nam mình thành cái điểm đen về cái gọi là tiêu thụ động vật hoang dã, tiêu dụ những cái sản phẩm á, là một cái tiếng xấu ở trên trường quốc tế ha. Đó. Không cứ bỏ tiền ra săn đầu ba cái sừng tê để cho nó gọi là tăng sức khỏe sinh lý đâu này nọ thứ, nhưng mà nó cũng chỉ là chất sừng thôi, chẳng có công dụng gì cả. Đã có báo cáo khoa học tất cả mọi thứ rồi, cho nên là mọi người hít đất ha, hít đất giữ gìn sức khỏe chứ đừng có mơ mộng vô mấy cái sừng này ha. Nó làm cho Việt Nam mình bị đánh dấu chéo trên cái trường quốc tế về cái chuyện mà tiêu thụ động vật hoang dã đó, một tiếng xấu á, bị lên án á. Rất là nhiều chương trình để mà gọi là phổ cập cái kiến thức này, cũng như là công bố những cái thông tin chính thức là cái sừng tê giác nó không có cái tác dụng gì cả, nó không có tác dụng chữa bệnh, không phải là thần dược. To ha, to vật vã. Mình muốn đụng nó một lần quá mà chưa có dịp. Rhino. Ở đây còn một con nữa, nó cũng khá là hoang dã. Khi mà nghĩ tới hoang dã là sẽ nghĩ tới nó là con gì? Con hippo, con hà mã ha. Không có con hà mã, con hà mã lùng cũng dễ thương rồi. Đi rồi, lăn xăng rồi, lăn xăng rồi. Càng ngày càng gần ơi. Quá là hay luôn. Đến gần hơn với lại thiên nhiên hoang dã. Tê giác thấy nó bự sự vậy chứ nó cũng ăn thực vật không các bạn, ăn cỏ. Thì để mà đảm bảo cái nguồn thức ăn cho ở đây, mình nghĩ ở đây chắc cũng phải có một cái khu trồng những cái cỏ, những cái rau rồi cho các dòng này nó ăn, phải tự cung tự cấp thôi. Hồi nãy mình có hỏi thì ở đây hươu cao cổ là chưa có về ha, đang trên đường ship từ nước ngoài về. Đó. Thì tất nhiên là để mở được cái khu mà cho khách tham quan thế này, tất cả là nó phải có giấy tờ hợp pháp hết rồi, chính quy hết rồi. Rất là thích luôn, về quá. Tưởng con nào nãy bự khủng khiếp. Coi cái anh kia anh đứng ăn mà anh đứng chân trước chân sau thấy ghét rồi. Điều. Ok, đi tiếp qua anh đây xem. Chủ nhân ở đây thì có duyên đã sinh sản được hổ ha. Thì mong muốn là trong tương lai là sẽ có duyên sinh sản những cái dòng khác, ví dụ như là tê giác đồ này nọ nè. Hả? Làm chủ được con giống luôn. Bây giờ chúng ta đang đi vòng. Thì trên đường ra nó sẽ có một cái khu rùa. Hả? Rùa Adapra, nãy mình thấy Adapra. Có mấy, hình như cũng có rùa khác nữa. Có con rùa đó giống rùa răng quá. Rùa đen. Rùa nước. Rồi còn thêm một khu bonsai nè, hồ cá koi nè, rồi có khu hồ bơi, công viên nước dành cho các bạn nhỏ nữa, và các trò chơi cảm giác mạnh nữa các bạn. Rất là nhiều. Nói chung là cuối tuần mà cả gia đình lên đây gọi là du lịch sinh thái, ngắm thú, rồi có thời gian nghỉ ngơi, trò chuyện, ăn uống cùng nhau, thì mình nghĩ các hoạt động bên ngoài trời như thế này nó cũng... tương đối là đầy đủ để chúng ta có thể
dành cả ngày cuối tuần ở bên gia đình luôn, không có sợ buồn chán ha. Rất là nhiều hoạt động cho đủ lứa tuổi. Để đầu tư cái khu này là phải nói là chi phí nó rất là nhiều. Mình là cái farm nhỏ nhỏ chút xíu, nuôi có một dòng đơn giản thôi, mà cái chi phí nó là quá đó là cũng phê á. Rồi chưa kể các chi phí về thức ăn, chi phí về bảo dưỡng, chi phí về nhân công, dọn dẹp vệ sinh, tất cả mọi cái. Nói chung đây là một cái cỗ máy rất là lớn và phải sử dụng rất là nhiều cái nguồn lực để mà duy trì nó ha. Mình thì rất là mê, nhưng mà nhìn cái khối lượng công việc là cũng ngán ngẩm lắm, ngán nặng. Hôm bữa mình đi lên Đà Lạt cũng có mấy cái khu về động vật ở trên đó. Thì trên đó nó lạnh cho nên là chuyên về những cái dòng thú nó có cái bộ lông dày. Hôm bữa mình đi, sắp tới sẽ có clip cho các bạn xem ha, cho vui ha. Thì trên đó có cù thủy sĩ nè, có abaca, lạc đà lùng nè, rồi chim vẹt, thú thì có chuột lang, rồi sóc. Đó, nói chung là những cái dòng thú mà nó chịu lạnh hơn. Còn ở đây thì ở ngay Sài Gòn mình thì ở đây nó nóng, khí hậu nóng. Cho nên là nãy giờ chúng ta thấy có cọp, báo, sư tử, rồi cái gì? Tê giác mới vừa đi qua, cá sấu. Nói chung là mỗi một cái khu vực nó sẽ người ta lựa chọn cái dòng thú nó phù hợp. Chứ ở đây mà đưa mấy bạn cù thị sĩ chắc nó lè lưỡi, nóng lè lưỡi hết. Đây là những cái chuồng, mình nghĩ chuồng của những bạn tê giác ha. Người ta sẽ kêu bé nó vô đây. Cái này thật ra nếu mà vô mình leo vô cũng được nữa, thôi mình làm cái này. À các bạn, nhiều khi mình quay clip mình hay dẫn giỡn các bạn vô đây, đừng có nghịch quá nha, nghịch quá chui vô đây nguy hiểm lắm nha. Dẫn giỡn cho vui thôi chứ còn đừng có, nói chung là không nên nghịch phá quá. Có gì nguy hiểm là cho mình á. Đây là những cái chuồng dành cho tê giác ha. Ở đây mở luôn. Mở bên trong kia còn lớp cửa nữa. Ui dạ. Đây là những chuồng nhỏ nè. Trong đây có máng nước, rồi thuốc uống gì đó. Chúng ta sẽ đi thấy đánh một vòng xa dữ ta. Có đi đúng đường không vậy? À có kìa. Còn xe bên kia kìa. Đánh một vòng rất là xa. Nãy giới thiệu bao nhiêu? 80 hectare quá bự luôn. À quay trở lại bên này là cái chỗ hồi nãy mình ngồi mình mua vé nè. Hình như đi lộn hả ta? Ờ vậy mình đi qua anh kia. Ok các bạn, hôm nay vừa thấy được con tê giác trắng này ra gần đang đắp như nước suối. Như suối luôn á. Trời ơi. Quá trời luôn, chưa ngưng luôn. Rất là gần ha. Đó. Ở cái góc quay rất là gần. Hello, friend. Hello. Cái mặt của anh rất là ngộ ha. Cái khoảng cách từ trán cho tới con mắt anh rất là xa, cái đầu anh rất là dài. Tướng anh coi kìa, lực lưỡng chưa? Thở phì phò. Sừng rất là cao ha. Con này chắc cũng chưa già lắm. Anh thấy mấy con già cái da dày lắm. Tướng lực. Đẹp quá. Này zoom cận cảnh luôn. Trời, tướng đứng xô dáng. Anh biết mình đứng ngắm nhìn. Anh đứng xô dáng trên cái bục luôn ha.
Thật bé này nó rất là thích tắm sình đồ ha. Sình ở trên da nó là giống như nó giữ mát cho cơ thể, coi đi cái tướng. Đúng đa đúng đỉnh, đúng đa đúng đỉnh, anh bự con mà anh đi đúng đa đúng đỉnh. Tới cái chuồng rùa ha. Hiện tại thì mình thấy có một bạn Adapra. Có một bạn Adapra ở đây. Đây đọc lại thông tin, cập nhật thêm thông tin coi. Rùa thì nó đây là Adapra Giant Total ha. Cân nặng là từ 150kg tới 250kg. Con nhà mình bữa mình cân là như ta 80kg rồi. Đường còn xa lắm. Sống vùng rồi. Lầy ngập mặn, vùng cồn, sát ven biển đến đồng cỏ. Nói chung là cái môi trường sống khá đa dạng ha. Thức ăn là cỏ, lá cây, thân cây, trái cây, côn trùng, hoa. Đẻ từ 9 tới 25 trứng. Lứa, trứng nở sau 8 tháng ấp. Trời ơi, 8 tháng ấp các bạn. Lâu dữ à. Tình trạng sách đỏ. Cái này Arabra nhóm 2 mà. Mai màu nâu, dáng cao, hình mái vòm, chân phủ vảy chắc nịch. Cổ rất dài, có thể vươn xa 1 mét. Có lộn không ta? Chắc lộn ra lộn Galabarot quá. Còn bạn rùa nhỏ kia là dòng này rùa gì mình không biết, không biết rùa răng hay là 3G cần đước gì nữa, không biết nữa, không rành. Nói chung là mình mê rùa cạn ha. Có một bạn nằm hả ta? Như cũng đang được cho ăn cỏ với rau muống các bạn, cộng á. Có một bạn nằm à. Nếu mà có một bạn thì hơi chán ha. Làm tôi nông chờ tôi đi qua chuồng rùa. Có một bạn nằm đây hơi chán. Chắc là phải gặp một quen chủ đầu tư, nói chủ đầu tư thêm nhiều bò sát cho cái khu này ha. Sẽ thu hút được những anh em yêu bò sát, cộng đồng yêu bò sát cũng rất là đông. Đó. Nhiều chút xíu. Rùa... Mình muốn làm một khoảng trống rộng các bạn, trồng cỏ đẹp. Trồng cỏ lá gừng đẹp mà phẳng hết luôn. Rồi thả chừng chục bạn Adapra trong đó đi mới đẹp. Cái này thật ra cỏ nó hơi dày, nhìn nó sẽ bị không có được đẹp lắm. Đúng ra chuồng Adapra nó phẳng hơn thì nó sẽ đẹp. Đây cũng có một cái hồ, chắc cho các bạn lại uống nước, ngâm đồ này nọ nè. À, sẵn bữa đọc comment thì sẵn đây trả lời luôn. Có nhiều bạn nói anh ơi sao anh nói về Adapra không có nghe anh nói về vấn đề Urat. Ô bên kia còn mấy bạn luôn. Không thất vọng. Ok vừa đi vừa nói. Thì đối với rùa cạn các bạn, thì nếu mà nuôi làm bét á, con mà phổ biến nhất á, là con Sulcata. Con Sulcata nó giá nó rẻ, mọi người dễ tiếp cận. Nhưng mà cái vấn đề lớn nhất của con Adapra, lớn nhất vấn đề của con Sulcata là nó nhiều Urat. Còn đối với lại con Adapra này á, thì nó ít Urat hơn. Đây, rất là to. Rất là to. Đã. Biết bây giờ con ở nhà mình, hàng nhà mới được ha. Đó. Đẹp quá. Đã. Cổ dài. Đang nằm ngâm nước. Bé này thì nó... Cái dòng Adapra này nó cứ rất là phù hợp với cái môi trường sống của Việt Nam ha. Tại vì cái nắng nè, cái độ ẩm nè, nó rất là phù hợp với nó luôn. Nó sống ở vùng đầm lầy đồ này nọ, ngập mặn, cho nên là ẩm cao càng tốt, phát triển nhanh. Còn con Sun đó thì nó là khu vực sa mạc, cho nên là ẩm cao quá dễ bị vấn đề về hô hấp lắm. Còn những anh này là vô tư luôn, sống thoải mái. Hello con. Hello con. Dễ cưng. Đó các bạn, khi mà các bạn nhớ con nhà mình á. Con này vẫn còn lớn nữa nè. Các bạn thấy ngay chỗ cái mai nó vẫn còn một ít nếp nhăn để nó nở ra nữa nè. Còn con của mình á, thì cái lớp mai trên nó còn rất là nhiều nếp nhăn. Thì cái nếp nhăn đó chính là cái khoảng chờ để khi nó lớn nó bung, như phần trên các bạn thấy khi nó nở bung hết là đầu nó láng. Nó hết nếp nhăn rồi.
nhưng mà ngay khúc dưới này vẫn còn chút nếp nhăn ha. Đó, nó sẽ lớn, nó bung ra. Thì con rùa này á, là nó gọi là nó sinh sống ở cái vùng đồng bằng nè, ngập mặn đầm lầy nè, cho nên cái chân cái vảy của nó không có phát triển ra những cái gai giống như con sungata ha. Sungata thì nó đồi núi đá rồi nó cần leo trèo qua những cái mỏm đá, nó cần những cái cựa, cái gọi là ruột cựa, nó cái cựa đó để giống như nó chèn vô đá, nó bám, nó đi, nó bò qua. Còn con này sống đồng bằng nên chân nó rất là phẳng, không có gai. Trời ơi dễ thương chứ. Trời ơi. Lên đây. Wow, cái tai nó bự khủng khiếp luôn. Đây con. Ừ, biết vậy đem bịch bíp cho mày ăn rồi. Sẵn nó quảng cáo luôn. Biết vậy đem bịch bíp rồi. Lên đây. Dạng á. Đây con. Này. Gần chút xíu đây. Này. Thế này, anh biết vậy lần tới anh đem bịch viết cho cưng nha. Sẵn anh giới thiệu với lại chủ luôn, đầu tư ký hợp đồng luôn. Thôi nhìn cái tay nó đã quá các bạn. Từng bự vậy nè. Bự như cái bắp đùi mình luôn vậy đó. Con này chắc cũng phải 200 kg ngoài quá, đáng đoán vậy. Bước lên. Bò lên đây. Ở ngay cổ có cái nút gì, có cái hộp nút gì. Nghe thơm không? Cái cổ này nó, con massage này dám nó đưa dài ra 1 mét thực á. Đưa dài quá à, tùy vô cái vùng nha, cái cổ nó dài các bạn biết mục đích là nó sẽ ăn những cái lá trên này nè. Ồ cái cây này nó bị cái giống nó vậy hay cái bệnh vậy mà cái lá nó giống như cẩm thạch vậy các bạn, đẹp quá ha. Cái này gọi là cái bàn Đài Loan. Nhưng mà cái giống này cái lá nó ngộ ha, cái lá rất là đẹp, nó hai màu. Lá nó hai màu rất là đẹp ha. Này chắc cái dòng này cái lá nó vậy. Thì cái cổ của con rùa nó dài á, mục đích là để nó ăn những cái lá ở trên cành ha các bạn ha, trên cây cao này nè. Nó đứng nó có thể đưa cổ dài lên nó ăn. Nó ăn lá bàn không em? Có, nhưng mà cái này là cái bàn Đài Loan nè. Ừ, cái này bàn Đài Loan. Nó tán dữ lắm. Bên kia là cây keo, cây me gì á, chắc nó cũng ăn mấy lá này nè. Nghe nói con hươu cao cổ của bạn là nó ăn lá me nè, lá keo nè. Đó. Bạn này đang chờ cho ăn để anh nhờ bạn kia đi kiếm đồ ăn lại anh đút cho ăn nha. Mấy bạn này á, bạn đó mấy bạn này lớn là chỉ dụ cho đi thôi. Chứ còn làm sao mà xử lý khiên nổi, chỉ có dụ cho bước lên thôi. Đúng rồi. Công nhận. Dễ cưng. Đây, thằng Kiều em này lá gì em? Lá ăn cây kìa. Em thường nó thích ăn cây này. Thích ăn cây này hả? Sẽ đu lên trên đá để đủ chiều cao để nó ăn được cái loại lá này. À. Nãy anh mình ra chuồng chim chưa ha? Anh đi hết nguyên dòng thú rồi. Không, cái chuồng chim nó nằm riêng, nó nằm cái lồng chuồng mát chiếc em mở cửa màu đỏ ra mới ra. Có anh vô rồi, trong đó có công, có chim chỉ rồi. Anh có thấy được cái bạn chim màu đỏ không? Chim màu đỏ. Bạn màu đỏ mà thì là cao nằm trên luôn á. Chưa để ý luôn á, nằm trên cao. Đây con. Rớt thuốc anh ơi. Xin mà anh rút lại. Này anh đâu có rút đâu. Hả? Già rồi, con này già rồi. Đây
Này con, bước tới đây, bước tới đây, bước thêm vài bước nữa, đúng rồi, vài bước nữa, cổ rất là dài ha, bước thêm vài bước nữa, đúng rồi, tới đây, ơi, mắc cỡ, nè. Để mình hỏi coi cây này cây gì kiếm về anh trồng cho mấy con để nhà ăn coi. Giờ anh đút cho ăn nha. Anh xà đầu một cái anh đi qua chỗ khác nha. Đừng né nha. Được không? Ôi ôi, cái đầu ở đã. Cái đầu ở đã. Không bố luôn. Rồi, dứt kia anh đi chỗ khác nha. Ngầu quá. Ok, bên kia còn hai bạn nữa nha. Bạn này nhỏ hơn. Bạn này nhỏ hơn. À, mài bóng láng. Mài bóng láng à. Đây. Ô bên đây còn hai bạn to nữa nè. Đây còn hai bạn to nữa nè. Trời ơi. Tao đụng luôn. Đã thiệt. Ước mơ luôn. Ô, bạn này đẹp quá, bạn này mặt ngắn đẹp quá. Đây con. Đây. Đây. Tinh 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 tinh. Chắc cây này nè em. Chắc cây này anh thấy cái lá giống. Để anh bứt cho. Ok, thank you em. Cây này cây gì để về tìm hiểu coi. Tìm hiểu trồng cho tụi nó ăn coi. Đây. Bước lại. Bự đã ha. Còn cái này là Adapra, là bự thứ hai thế giới thôi. Còn một dòng Galabarot là bự nhất thế giới. Thì nó cũng đen giống vậy thôi. Nó khác vài điểm. Bự khủng khiếp luôn. Thấy không? Tụi này là mình thấy nuôi ở khí hậu Việt Nam mình á. Là không có bệnh tật gì luôn á các bạn. Khỏe. Mau lớn. Đây. Đây đây đây. Anh này mắc cỡ hơn anh kia. Anh kia dạng hơn. Mà anh này mặt đẹp quá. Mặt giống gái quá. Mặt ngắn ngủng quá. Ok, thôi khó quá. Cho đó. Cho đó. Bự khủng luôn. Cái cây này ngộ quá ta. Cây này sao. À không á. Cây này không biết cây gì. Còn cái cây nhỏ này là cây keo cái gì á. Keo cây đẹp gì á. Hay cái cây này là mấy bạn rùa ăn. Ồ bên kia quá trời chim bồ câu luôn các bạn. Rồi bye bye nha, lần sau anh lên chơi. Cái cưng. Quá trời chim bồ câu đằng kia. À, cả gia đình nếu mà đi á, mướn cái xe đạp. À, chở các bạn nhỏ đi rất là dễ thương. Nãy giờ con có đi vô vô khu con cọp chưa?
Rồi thấy thích không? Đâu cho chú mượn chú phỏng vấn chút xíu coi. Trả lời với chú đi. Tự tin lên rồi. Đây. Tự tin thoải mái lên. Chú hỏi gì con trả lời đó. Rồi. Ok, nãy giờ con có đi vô khu mấy bạn cọp không? Mấy bạn cọp trong đó không? Dạ rồi. Thấy đã không? Đã. Có sợ không? Dạ cũng sợ. Rồi, con có thử đeo bao tay vô quăng quăng đồ ăn cho mấy bạn không? Dạ cô không cho. Cô không cho hả? Không dám, không cho đâu, đã mới đút cái tay ra ngoài cửa cô. Đúng cho. Rồi, sợ nhiều khi mình làm chậm quá. Con có sợ không? Đó. Mà có sợ không? Con có sợ không? Tự tin lên, mạnh dạn lên. Con mấy tuổi rồi? 7 tuổi. 7 tuổi hả? Nhà mình ở đâu? Ôi Mỹ Tho, sáng ba mẹ chở lên đây chơi á hả? Đã không? Đi tham quan vòng thích không? À, ở nhà con có nuôi con nào không? Có nuôi mấy bạn bé nào không? Không có nuôi hả? Ơi, nước chảy rồi bạn ơi. Rồi, ok, bây giờ nhà mình đi vòng vòng tham quan tiếp hả anh? Rồi. Ok, thank you con nha. Nhớ mở kênh Nam Ngô Farm á, gặp con cho nó. Gặp hai đứa luôn. Em mốt tự tin lên, dạng lên, đâu có gì đâu, mắc cỡ. Thấy không? Tự tin lên. Ok, bye bye cả nhà nha. Ok các bạn, đằng kia là chim bồ câu rất là nhiều ha. Thì tạm giờ về vấn đề thú thì nãy giờ mình đã tham quan được nguyên một cái dòng chạy xe đi rồi thả đồ ăn cho các bạn cọp ăn nè, xong rồi qua coi các bạn tê giác nè, quay trở lại là những bạn rùa nữa. Thì ok, mình sẽ dừng clip này ở đây ha. Hy vọng là nãy giờ các bạn đi vòng vòng với mình vui vẻ, các bạn thì ngồi ở nhà mở máy lạnh lên coi, còn nãy giờ mình là đi rất là nắng luôn, nắng chua chát luôn. Ok rồi, thank you mọi người đã xem clip nha, bye bye. Đâu chạy một cái cho nó chạy bay lên à. Đâu có thức ăn bồ câu nữa hả? Wow, đẹp chưa? Rồi quá trời luôn đằng kia. Ok các bạn, tính đóng clip rồi mà thấy có bán đồ ăn cho các bạn bồ câu nữa, cho nên là mình cũng ủng hộ một ly. Ly này 10.000 ha. Ủng hộ dụ các bạn bồ câu ra. Cho bồ câu ăn không? Chú cho 1 miếng nè. Rất là đông luôn, mấy trăm con luôn các bạn. Mình sẽ đi lại từ từ mình dụ qua. Không gian này bay lượn là thoải mái luôn. Đó, chạy lại, chạy lại. Đây, 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 đây. Đây, đây. Hàng về, hàng về. Đây, hàng về. Bạn nào mắc cỡ là bạn đó không có ăn nha. Đây. Nè, em cho nó ăn không? Cho mấy bạn ăn không nè. Ok, đây, đây, đây. Trời, mắc cỡ quá mà nắng quá, mắc cỡ gì nữa. Lẹ đi, anh còn đi chỗ khác nữa. Đã không các bạn? Về đây. Ok. Chạy đã luôn. Ok các bạn, hồi nãy mình đến sớm quá cho nên là chưa có mở cái quầy đồ ăn.
Thì mình thấy bên kia cũng có bán bí đỏ dành cho mấy bạn hu sao nữa, thôi lại ủng hộ. Xong mình đóng cái clip này. Ngay cửa vô nè. Bồ câu quá trời bồ câu luôn. Cái khúc quay đó chắc đẹp dữ. Bay sải cánh. Đây mấy bạn hu sao này rất là thân thiện ha, đứng ngay cửa đón khách luôn. Đây chính là cái cổng đầu tiên mà để vô cái khu vực vườn thú ha. Đó, các bạn đứng ở đây rất là dễ thương, xinh ăn. Ừ, đi theo nữa kìa, đi theo mình nữa kìa. Hết mồi rồi. Đây em ơi, anh lấy một ly bí đỏ cho mấy bạn hu với. Dạ, dạ. Nhiêu em? 10.000 luôn anh. Ok, thank you em. Hồi nãy vô sớm quá chưa có bí đỏ. Giờ quay lại vô đây. Từ từ em nào cũng có. Trời. Hung quá. Đây. Đây. Rồi. Dễ thương. Ngoan quá trời luôn á. Không dạng thiệt, mấy anh này dạng quá. Đâu? Đó có em con nữa mà. Này ăn rồi. Em nào chưa ăn đâu, rồi. Dễ thương. Rồi, thôi bữa nào anh rảnh anh lên thăm tiếp, anh mua tiếp cho ăn. Vô. Ghét không? Thôi, bữa nào ha, bữa nào lên mua tiếp cho. Rồi, ok các bạn. Bye bye.